trần gian, đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc nhở, nhớ lời khuyên tôi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại kênh YouTube Thiện Sư Dừa TV. Ngày hôm nay mời các bạn cùng theo chân của mình để chúng ta cùng tiếp tục trở lại ngày lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc ông Nguyễn Văn Thới, hay gọi là ông Ba Thới, còn gọi là lễ giỗ lần thứ 97 của ông, được diễn ra trong 3 ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 4 âm lịch hàng năm. Năm nay được diễn ra nhằm ngày 25, 26, 27 tháng 5 năm 2023. Và hiện bây giờ mình đang có mặt tại đây vào chiều ngày mùng 8 nha các bạn, ngày mùng 8 tháng 4. Những ngày trước và sáng ngày hôm nay mình cũng đã đến đây để ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem qua những hình ảnh tại buổi lễ. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo chân mình để chúng ta cùng trở lại phủ thờ ông Ba để xem quang cảnh chiều ngày hôm nay như thế nào. Đây là lối vào khu vực phía Đông Lan nha các bạn, phía Đông Lan. Còn phía Tây Lan hiện nay thì mình thấy có đoàn lân cũng đang biểu diễn. Phía Đông Lan thì các bạn có thể là bắt gặp những điểm phát nước miễn phí, rồi các loại đồ ăn thức uống. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt các bạn xem có những loại thức ăn gì. Đây mình thấy mọi người tập trung khá là đông các bạn. Chúng ta xem ở đây có loại đồ ăn thức uống gì đây. Đây chính là nước mía nha các bạn. Đây là điểm phát nước mía. Tất cả đều hoàn toàn là miễn phí. Các chú các cô với các anh đây cũng đang là hỗ trợ để chúng ta có được những ly nước mía. Ở đây các anh cho vô bọc luôn các bạn, các anh với các cô đang cho vô bọc luôn để cho mọi người xách đi tiện hơn. Đây, nước mía được các chú đang cho hai ba, mình thấy có ba cái máy luôn, và ba cái máy đang cán mía. Hiện tại có hai máy đang hoạt động. Ở đây nước mía đã được tính thành những túi như thế này để cho bà con cô bác đến đây có thể là mang đi dễ dàng hơn. Cả chục người lên các bạn, đội nước mía cả chục người mới làm kịp. Ở đây mọi người đang chờ đợi đây. Tại do nãy giờ đang ngưng lại chưa ép nước mía xong. Sau khi ép xong thì đây mình thấy là có ba cô với hai anh này làm rất là lẹ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển sang vị trí khác để xem có những món gì nha các bạn. Rồi mình thấy điểm này mọi người tập trung rất là đông, sẽ có thể có một loại thức ăn gì hấp dẫn đây. Tại vì mình thấy sáng giờ là có đá bào sữa, rồi đây kem các bạn, kem sữa mít. Sầu riêng. Vậy là có mít thiệt phải không cô? Hàng chi nghe mùi sầu riêng mà sao thấy trong cái thau là mít. Đây có cái đậu phộng các bạn. Bây giờ mình tranh thủ mình quay một vòng nha, rồi mình quay trở lại. Hên thì còn sẽ ăn một ly kem còn hết rồi thôi. Rồi gần hết rồi nha các bạn. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết luôn. Nhưng mà không sao các bạn, mình thấy đằng sau các chú, các anh, các cô cũng đang xay dừa, xay nước cốt dừa, rồi ép cốt dừa làm tiếp tục làm kem nữa. Đây là những ly kem các bạn, những ly kem dừa ra lò đây. Đây. Đây, liên tục luôn, ra liên tục luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang một vị trí khác nha các bạn. Dạ, thôi để họ con quay lại, họ con quay lại sao? Dạ, hết rồi hả? Thôi kể hết rồi thôi, để con đi quay chỗ khác, tại con mắc cầm máy rồi. Cảm ơn cô.
À, tiếp tục ở đây chúng ta có sâm dưỡng nhang nha các bạn, sâm dưỡng nhang. Rồi, bên đây cũng có một điểm để phát nữa đây. À, sâm à, có nước đá luôn các bạn, sâm dưỡng nhang đây. Mình có nhiều giống hạt é, hạt chia vậy các bạn. Rồi kế bên đây mình thấy là có điểm phát sữa đậu nành đây. À, đậu nành lạnh luôn. À, chúng ta có thể là uống tại chỗ. Rồi ai có nhu cầu đi xa thì xin cho các anh sẽ cho một cái bọc tấm như thế này. Còn nếu ta uống tại chỗ thì ta sẽ uống tại đây luôn. Có các ly đây. À, bên kia cũng có một điểm nữa nha các bạn. À, như vậy là bước vô cổng nãy giờ các bạn thấy là có nước mía nè, rồi sữa đậu nành, rồi kem, rồi sâm dưỡng nhang gì tùm lum luôn. À, mình tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa nha các bạn. À, đây là địa điểm xay nước đá nha các bạn. Những cây nước đá được các chú ở đây, các anh ở đây sẽ xay ra để kịp phục vụ cho bà con đến đây. Rồi đem luôn cái máy lớn vậy luôn các bạn. Đây sẽ được vô bao như thế này. Rồi xe sẽ đẩy đi vòng vòng ra khu vực phía sau. Rồi, nước đá sẽ được xe tải chở vô và tập kết ở khu vực phía đó. Nước đá được xay nhuyễn rồi nha các bạn. Ngoài các loại thức uống rồi đồ ăn nhẹ như là kem, sáng mình thấy có đá bào siro nữa các bạn, giờ là hết rồi thì chúng ta có thể là ăn cơm ngay tại đây. À, tại trại cơm số 2 thì chúng ta có thể là ăn cơm dĩa, được các cô làm sẵn như thế này. Ở đây mình thấy là có cà ri nữa các bạn. À, cà ri gà hả cô? Cà ri gà chay nha các bạn. À, cái món này là à, vậy hả? Vậy đó ăn bún cá. À, ăn bún bún châu đốc các bạn. Đây bún đây. Nãy tưởng món cà ri không? Đây bún này. À, nếu các bạn không ăn bún thì có thể ăn mì nha các bạn. Mình thấy trên thau có mì nữa kìa. Rồi mời các bạn cùng di chuyển sang vị trí khác nha các bạn, để chúng ta xem có những món ăn gì. À, bây giờ quay trở lại quầy kem nha các bạn. Quầy kem cho tới bây giờ vẫn đông nhất luôn. Rồi. À, có một bạn đồng nghiệp mình đang phỏng vấn các chú đang xay dừa để làm kem. À, đây là chú và anh đang làm kem nha các bạn. À, đây là người quản lý. Một mẻ kem như vậy là gần đây không muốn nha các bạn. Mấy người đang thấy à, mấy có 6.000 mấy em. Trên nhỏ. Ủa nó phải đánh liên tục ha chú. À. Đây các bạn, sẽ đánh liên tục trong xung quanh là bên ngoài là đá nha. À, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó là tiếp tục đổ muối và đá vô cho nó đông lại nha các bạn. Vậy là một mẻ kem như vậy là mất vài tiếng đồng hồ.
đánh 2 tiếng là đông chắc cỡ 2 tiếng nữa các bạn. Đây bạn, trái cây được chở đến để phục vụ cho bà con trong những ngày lễ đây. Đó là, chính là xoài. Chiều ngày hôm nay thì điểm phát thuốc Tây Y vẫn túc trực để phát thuốc cho bà con đến dự lễ nha các bạn. Lực lượng vẫn đông đảo như lúc sáng. Ngoài đông y thì chúng ta vẫn có thuốc nam, thuốc và thuốc đông tây y. Và đây điểm phát bánh canh nha các bạn. Bánh canh chúng ta có thể là ăn liền, các cô cũng đang múc vào tô. Mọi người cũng có thể là không ăn tại chỗ, có thể là bỏ vào bọc kia các bạn, có thể là bỏ vào bọc. Đây là bánh canh cúc dừa. Mình thường gọi là bánh canh tép các bạn, nhưng mà bánh canh tôm nặng có tép, nhưng mà này là bánh canh chay. giống như bánh canh tép, bánh canh tôm của mình á. Ở đây kêu là bánh bánh canh chay. Chay luôn. Không biết nhìn thấy đỏ đỏ tưởng đâu có tép thiệt, đang nhìn nãy giờ. Tép chay nha các bạn. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng xem qua một số hình ảnh kể về cuộc đời và thân thế của ông ba Nguyễn Văn Thới, được vẽ trên hai bức tường ở bên hai dãy hành lang của phủ thờ ông ba. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh thông qua đoạn video sau đây. Thank you.
À, vừa rồi mình cũng đã chia sẻ các bạn những hình ảnh trên những bức tường tại phủ thờ ông Ba, những hình ảnh về thân thế và cuộc đời của ông. Và ông Ba mất đi, nhưng ông còn để lại cho đời một quyển kim cổ kỳ quan vang danh cho hậu thế. Và ngay sau đây mời các bạn cùng theo chân của mình để chúng ta cùng qua khu vực phía Tây Lan, để chúng ta cùng nghe một vài câu, một vài đoạn trong quyển kim cổ kỳ quan của ông. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe ông Ba sinh hoạt thơ ca kim cổ kỳ quan của cố tác giả Nguyễn Văn Thới, nhân ngày kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 97 của ông. Thì bây giờ đoàn lân cũng đang biểu diễn nên là khá ồn rồi nha các bạn, mong các bạn cũng thông cảm. Đây chính là mẫu của ông Ba nha các bạn. Thank you.
đẹp luôn bám sát theo chân. Dương dương mà chân chân rất gần không xa, lấy tâm đạo sống thật thà, mình luôn đây là khu vực điểm phát nước cam Không Đồng và được đông đảo các anh chị và các cô chú lựa chọn tại vị trí này. Mình ở xa mình đã nghe mùi cam, các bạn nghe rất là thèm rồi. Trời đang nóng nực mà nghe mùi nước cam thì rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây các hai em trai kia thay nhau ép liên tục luôn. Ở bên kia mình thấy là có các cô cùng rửa cam, cắt cam. Chắc là mình cũng phải làm về cốc mới đã các bạn. Cà đỏ đen, cà đỏ đen.
Đây các bạn, đây nước cam đây. Mỗi buổi sáng không tới chiều vợ còn mấy chục cái ly mà đi kiếm ai cũng có của người ta thôi mà hồi sáng có ba ngàn cái ly nữa, nó hết trơn ba ngàn cái ly rồi nữa đó, bây giờ mua không có ly đó nữa đó. Đây là các bạn trẻ đang đi lễ giỗ lần thứ 97 của ông bà Thới các bạn. À, còn ở đâu? À, Trà Ôn, Vĩnh Long. Dưới đây là Trà Ôn.
À, trà ôn của An Giang. Hình như chú nhớ là gần gần ngay chỗ An Giang, thành phố Long Xuyên đi qua chú thấy phà trà ôn. À, chắc có thể con ở bên đó là bên Cù Lao không? Dạ, không, không rồi. Dạ, bên đây, dạ bên đây. À, rồi con học lớp mấy vậy? Dạ, học lớp 7. Dạ, mấy em chắc tụi con chắc học cấp 2 hết phải không? Dạ. Có ai học cấp 3 chưa? Chưa. Chưa phải không? Rồi, vậy hả? Con học lớp mấy vậy? Dạ, học 9. Nó chính là lớp 10 ha? Dạ. À, như vậy là ngày hôm nay thì tụi con đến dự lễ của ông ba, lễ giỗ ông ba. Rồi con thấy lễ giỗ năm nay sao? Năm nay vui với lớn nữa. Ờ, vui và lớn hơn mọi năm nữa ha. Dạ. Chắc có thể là những năm trước do dịch bệnh rồi ha. Dạ. Nên là ít hơn. Rồi chú chúc là tụi con sang năm học thật là giỏi ha, và có kết quả cao. Chú chào tạm biệt ha. Bé đây nữa. Ở đây chính là hình ảnh các trại cơm vào chiều ngày hôm nay các bạn, chiều ngày 8. Và phần video chia sẻ với các bạn quang cảnh và những hình ảnh trong lễ giỗ lần thứ 97 của ông ba Nguyễn Văn Thới tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào chiều ngày hôm nay, chiều ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão. Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Những video tiếp theo mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh của buổi lễ cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp.